Trời ơi, supply cay triệt cái chứ. Đánh trụ cho anh em này. Trời ơi. Tắt stream đánh hay dữ. Ấy à. Stream chơi game nghe cha hạc quá ha. Nghe tuyển thủ luôn chứ. Lại á, lại á. Khéo mấy cái thằng vấn này đang đợi mình ấy. Chắc không chơi được đâu. Anh nói anh đạt cận bán con Rio đi anh ơi. Ảnh chơi con đó như sỉ nhục con tướng vậy. Bạn ơi. Thằng nào biết đâu đấy. Thằng tên là Fai. Lít cà lon của chiến, lít cà lon của chiến này là. Chiến đọc cái gì không biết đấy chứ. Cố tình đọc cho bạn nghe mà. Cái gì? Không. Anh ơi, em solo kill thắng Eli ba phát. Là có bình đúng ra không bình. Chết. Ai solo kill bao giờ? Đây là người ta hỏi. Tôi thuật lại câu hỏi của người ta mà. Khóa thần đồng mà. Cú à. Ui, team bạn có thần đồng rồi. À đây rồi. Lại bọn cũ. Bọn này nó săn mình rồi anh em ơi. Lấy lại tôn nghiêm à. A few moments later. Hốc kìa. Mất hút rồi nè. À đây kìa. Không được. Bọc đầu mà đẹp quá. Đầu không ai lên mà nó lại quay lại nó đánh tôi dễ quá. Không ai lên được các bạn. Thế này quá. Xa quá. Nguyên 5 thằng này là 5 thằng team sad boy rồi. Sad boy là ai đấy bạn? Mấy thằng TikTok hack map gì trên mạng á. Idol làm đẹp kìa. Nó gáy nó cứ gặp tôi là nó chửi à. Ây da. Áp lực quá, lực quá. Cũng đâu bạn, không, không sao, không sao, không sao, không sao. Lâu rồi này rồi. Đem được không, đem được không? Nó yếu ấy, nó yếu hết rồi á. Có thật sự được không? Sao nó cứ chửi bạn vậy ta? Biết nó ghét tôi bạn ơi. Bỏ cái trụ dưới đi. Bỏ cái trụ dưới có cần đấy đâu bạn. Có cần lý do đâu. Đẹp top cái anh em ơi. Chắc là đa phần là tại vì đẹp trai. Biết kìa. Đang thấy thủ, mình thủ tí rồi mình chửi đó sao hả. Ờ bạn ơi. Sốc đam luôn. Gì vậy? Rồi bạn ơi. Đụng một người cái nó chết rồi. Tao mà chửi rồi nó. Thì tôi bị ăn chửi không mà. Hay kìa, hay kìa, hay kìa. Đi rồi. Sao cái bạn ấy, game sau mình chửi lại được không? Bán Diu Ma đi à. Má, con này bán được bao nhiêu tiền nhỉ? Ây da. Má nó chửi nhìn hề đi cái chứ. Má nó chửi bạn chứ. Ôi bạn ơi tôi không biết bạn ơi tôi mút mét mấy con đấy rồi. Vào trong tôi mute rồi. Chứ mà nó chắc em bảo là không sao anh em vui rồi anh em đọc. Tôi không biết là tại sao nhưng mà nó chửi dữ lắm. Ba bốn thằng nghe một nhóm cơ. Nghe một nhóm nó cứ săn nó chửi thôi. Tôi kêu là Tại vì tôi nhả icon nó. Đúng rồi, thì lý do đầu tiên là tôi bắn cái Leo Su chứ là thằng cờ. Tôi nhả icon nó xong rồi nó cay nó chửi cái câu đấy. Tôi nghĩ bắt đầu từ đấy là cả team nó cay nó. Nhưng mà tôi thấy nó nha, kiểu như là ba nó lúc bạn khó thở. Khó thở mà bạn ơi. Bảo mấy thằng cu này qua bên cú nút nói chuyện. Bạn con này lưu rồi. Thì mình có gì? Thì mình có Ellie. Ellie à? Thôi. Không sao, không sao. Chúa phù hộ em, Chúa phù hộ em. A few minutes later. Không đếm hỏi. Đang vừa mới con form đi. Không sao nhá. Đây à. Nãy tôi đổi mật khẩu Facebook. Nãy tôi đổi Facebook, mật khẩu Facebook là Eli Rioma thì thông báo là mật khẩu quá yếu. Cảm ơn Bầu Đức nhá. Cảm ơn Bầu Đức donate 10.000 nhá. Cảm ơn bạn nhiều. Được quá rồi. Được quá rồi. Má, cay vậy ta. Ừ, được luôn đấy chứ. Được quá rồi. Liêu Diêu Ma tiếp không nhỉ? Diêu Ma tiếp không nhỉ? Đéo. Ngọc ao oi chạy chiến em cú HP không có em ơi chứ. Phải mang. Chào mừng đến với Bình Nguyên Vô Tận. Kẻ địch sẽ xuất trận sau 5 giây. Bấm này thành 3 nút bấm nhiều này. Quá bạn hài đi đó dưới Ly ơi. Để tôi bấm nhiều ba nút lên cái bạn ơi.
mấy kia bấm nhiều hơn nó thắng các bạn. Táp táp à, táp táp à. Táp kìa. Con blue trước nha. Con này đầu game muốn không lại con kia chứ. Ở trên là bạn ạ. Ăn bùa bùa sợi bùa đỏ nhá. Một lát thôi em ơi. Thằng này nó mất ngủ rồi. Cũng chẳng lính rồi. Ôi bạn ạ. Bạn nghĩ sao? Bạn nghĩ sao? Muốn giết này á? Ừ. Chơi 4 rồi. Khó quá bạn ạ. Chơi mất dầu rồi anh em ơi. Cái này 1-2 yếu, 3 yếu rồi. Nó chơi xa rồi. Ê nó lên 4 FM tiếp anh ơi. Thở rồi nhá. Mày nghĩ sao chứ? Bắn đi thôi, làm mày về đi, tôi hết chi một rồi. Em xuống rồi, em xuống rồi. Em xuống không muốn đi anh ơi. Đứng chết luôn đó. Ây da, sao quá. Mít rồi anh em ơi. À thôi, chọc cái lát này không? Lên, chọc xuống vào đây lẹ vậy. Trời ơi, nổi. Anh em mới đỡ tôi dậy cái. Nằm đất đây, nằm đất đây. À, bụi trong mặt sao em ơi? Cái này lấy máu em á. Mà đó không chứ? Không mồi bắn đâu. Nó ăn được đòn cái thứ nó mạnh quá thôi. Tao làm ăn tia gì chưa? Nó hết rồi. Mẹ. Tướng mình đầu game yếu quá. Dạ, 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 ây dạ. Dễ quá, dễ quá. Đừng có, đừng có về đi nữa. Đủ. Xuống lát vào đây, xuống lát vào đây. Làm tính biết không? Cái bom mà sắp cái bom mà sắp cái bom. Khó. Ta làm mất anti nhá. Mất anti mất kiệt sức rồi đấy. Ừ. Suýt 3 viên đấy, suýt lát rồi, suýt vào đấy. Xuống 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 bạn đấy. Suýt lát được rồi. Để tao sau xuống rồi, tao xuống rồi. Lát rồi. Hai kia nó chỉ phải đứng giúp lù hả hay sao á? Đi trước luôn rồi, đi trước luôn. Bỏ luôn. Bạn bỏ. Còn lính rồi anh em. Đánh dưới đây, đánh dưới, đánh dưới. Vô này, vô rồi. Tao xuống lát nha. Ba giây có giáo. Ê, ăn con này không? Ăn vào đây. Gì nữa? Cái
châu từ người xây. Anh có chuyện nháy con Ryoma. Ryoma yếu rồi. Ryoma yếu rồi, nó full cây luôn mà. Ủa, vậy chứ không mới về hay sao á? À, nó mới bằng thấp nè. Yếu tật đó. Ừ, hình như nó chưa về. Ê, dừng nó chân xếp đi anh em ơi. Chết mình luôn gì đấy? Tôi lên. Còn dừng nó trên còn nguyên nha anh em ơi. Má, lột nó tự nhiên lùi ra. Tự nó phải vô chết củi chứ. Nó lại này là đo ra lên ông Linh cái phát anh em ơi. Thôi được bạn ơi. Xuống bôn ti nha, xuống bôn ti. Nó lên nha bạn ạ. Ờ, tôi rồi. Đã đẹp tốt như đã. Tôi bạn này. À, anh nhảy tăng tỷ lệ solo như là đo. Tôi mới nhảy yếu nhất. Thôi khó quá bỏ anh em ơi. Nó giải chứ. Tôi lên laptop cho bạn ha. Ơi cái lò về trời ơi cây vậy má lại biết hình đẹp cái bờ con eo xu nó không biết nó né biết chỉ tóc biến cho mọi là xong rồi. Ờ Ryoma này Ryoma sau nó đang gồng hay sao á. Gì mà vẫn lan được. Anh đi vào đây, anh đi vào đây. Nó đang gồng cái gì nè. Nó đang gồng nha. Nó không ăn mất anh. Ôi này. Nhìn thấy bạn này, bạn ăn nó ngoài đâu. Có CEO bạn ơi. CEO gì bạn ơi, CEO nó về nhà bạn ơi. Ôi, không có cái chỗ lập bua quá. Không lập bua idol, rõ ràng là chị của Endo này mà. Mẹ trước mang hất tung lần hay sao nè. Không, không phải có chị Enador, Enador bán gì chị không? Hắn à. Thằng lát vào đây. Enador làm gì ấy? Đặt bê bê, cái má nó làm gì ra. Ngay đầu có chiêu gì không? Có đấy, bốn chiêu rồi, bốn chiêu rồi. Ui, ui cái đi. Sắp rồi. Endo đang gà á. Tôi ăn blue luôn nha bạn ơi. Dần đó. Tôi lên dưới nha, tôi lên mặt là ra mid farm này nha. Ra bounty nha, ra bounty nha. Có mid đâu, mid đâu ta bounty rồi. Đấy, câu mid nè. Tôi xuống bạn này. Hiểu các anh em ơi. Ok, bạn đi. Đó là bạn cách bóng ấy. Ồ, nó phải vết nhớ. Không về bóng luôn. Về không chết mà ạ, tôi có anti mà. Ờ. Nó là một đường thẳng mà, nhớ này đừng 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 gang nó đâu né được. Chơi game lâu quá, nó phải vết rồi anh em. Ta làm anti. Yeah.
Summit các bạn ơi. Ê, chơi không? Anh biến là đi vào đất biến nhỉ? Tao thấy tội chứ. Ê, bắt thằng ấy này, thằng Yên An rồi. Ủa, không có tới bạn thật sự không à? Má, tóc biến là lụm rồi nó rồi. Ồ. Ê, thật chứ không bảo bắn qua đấy. Ờ, đó bé bên nặng quá anh ơi. Mà mấy FPS đâu? Ừ. Tôi lên bạn ạ. Đó là Q2 đó, nó hết Q2 hết. Thôi được bạn ạ. Tao là bơ là bông gì nhỉ? Đau quá. Đó, đó phải phát rồi. Má, cái quỷ hiểm mà có xuống cầu kiếm. Còn dưới mày. Quá. Theo ly trở lại. Mẹ, mày ngày mà huyền thoại cơm bít. Ok không bạn? Làm clip đi bạn. Ngày mà huyền thoại cơm bít. Đấy. Lấy pha solo kill nãy với Endo ấy bạn. Giật giật. Mà lên cung tầm A á. Sao mày không lên không lên cái cung bắn xa á bạn? Mày lên cái cung bắn xa mày bắn cái luồng kia nó bắn xa luôn. Hợp lý nha. Ở trên con trường á, team nó ra đủ á. Uuuuuh. Vãi biểu. Má cung quả. Quang rồi. Quang FPS ở đây thế. Tôi 30 FPS rồi. Quang rồi. Cái ơi. Quang rồi. Mẹ, nó muốn chơi luôn rồi. Nguyên tiêu rồi. Nào, không biết được nói chứ. Lê ở Quang à? Thấy rồi. Nè, nó muốn solo kill rồi này. Ấn nhầm chứ. Không solo đâu. Yeah. À, nó có cung tầm A hay gì đấy cũng có solo kill. Mà mình combo nó cái nó chết mẹ. Nhìn thấy bạn ba sát lại quăng rồi. Quăng, bạn ra qua chứ quăng phải ta. Đâu rơi cũng quăng không. Nó đang là con gồng hay sao á. Đi ở đây luôn luôn. Ơ thầy áo xuống rồi, Rio 3 chấm máu, Rio 3 chấm máu rồi. À ra yếu luôn đấy, dân đồng rồi. Cái lồn má, cay dữ ta. Thầy này không đánh nghe. Đi dòng có, Ôi, chút máu nhờ. Ôi, tì kìa. Đi con này hồi kìa nhanh quá không? Ơ bắn đi, bắn chết đúng rồi. Bây giờ ta chẳng bị cắt mà. Thể hiện kỹ năng né chiêu đi nhá. Má nãy tôi kêu nãy bạn muốn tầm A là bạn sống rồi. Có thể chúng nó tặng mấy cái màu giấy mà. Ai à, tôi có lỗi quá. Ok, tôi tập kiến này. Không sao để tôi bắn được cung vàng này xem theo bạn như thế nào. Có ai không? Thằng này vẫn tấp biến. Có, em đang ra. Được rồi. Chết rồi. Ôi, đã chết rồi. Thích nhắm quá nhỉ. Cao su đây là bé chọc đúng không? Đúng nhờ. Đúng rồi. Thảo ghê quá. Cái con quỷ anh đo buổi chơi trước mặt bạn á, chết buổi nghe đây. Này là bé chọc, đánh sai là bé trượt. Thằng múa vậy thôi. Qua đây. Quay về luôn mà. Em, quay tất cả thằng này về. Cái công này các bạn. Rê Mati à. Ăn tui ông đi. Ơ nãy vô, nãy em con em xu hết blood chưa anh? Hết rồi. Công hay, hai thằng ở nhà đó rồi. Ăn này. Ở đây, đàn tiếp có sao không? Không, tôi đam đi rồi. Chết là tuyệt vời chứ. Còn
đỡ một đao là tôi tự nó bắn liên tục. Đồng bên kia, mình tự rơi nó bắn. Nó đang trước nó bắn từ đầu cuối. Ê anh em ơi, ơi cái bắn đi rồi. Đây đây qua này, 2 giây. Bị cá rồi, Chịu anh em ơi. Thảo đông anh. Có hàng top nó trên đây luôn á. Tao không đi, tao không đi rồi. Nó hất lốp kìa. Được. Gió, gió mới chập. Này anh em ơi. Hay số 22 vậy? Ủa, thực sự hay. Bạn ơi, chết hết rồi. Phải rồi, thấy. Ủa, anh đánh gì vậy? Hay rồi, chết hết rồi. Anh em ơi. Để chúng ta ép trụ trước. Anh đi tọt rồi bắn. Cái thằng rừng kia trước nó cũng... Thằng rừng kia trước cầm đắc cũng 1-7 thế nào. Xong game này thằng này cầm lên nó 1-7 được bản nó thắng. Thằng này đúng chất đúng win rồi. Anh em thắng tính cái tính ngày xưa giống ngày xưa đánh không được anh ơi. Đánh hồi tầm giữa game ấy, cảm giác mình mạnh lắm rồi ấy. Mình đi chơi game đó là thắng ấy, giờ nó lật cái mồ rồi. Cái đó. Giờ nó dễ lật. Nhưng mà mày có biết là đang lại không? Cái mồ nó lật liền lắm. Cần cái giáp hồi sinh á, tôi phải cần cái giáp hồi sinh tôi băng xả. Không, tôi đang lại, tao tổ này nó hay gọi tôi quá này là đời. Sao nó lại rủ bạn đi minh tâm á. Linh dưới rồi anh em ơi. Không, trong cái đó, cái đó lấy lại dễ. Em thu được cây kìa. Em đi nào. Em không? Em không? Em là đo lúc đầu anh ơi. Không, cái thằng đấy từ nhà ra mà. Đo trên. Thằng đấy không tính tiền, thằng đấy phế. Phế, nó còn đồ. Ấy, chiếc coi chừng. Nó cùng tầm A ấy chiếc rồi. Cái lông quá gì vậy? Trôn nữa rồi. Ngay mà. Về dead, anh em về dead được không? Kịp ra con tà thần đó nhưng mà... Kịp tà thần. Nó không nghe được đâu. Nhưng mà mất lát. Tốt quá. Phải có nghe em nghe em. Thôi được đấy. Có giáp vật sinh rồi. Rồi nó lại phun đồ, nó 18, 19 nó phun đồ rồi. Nó lại giống trận trước rồi á. Giống trận trước ấy. Anh em giờ đánh nhẹ, ngày xưa anh em càng đánh càng thắng, bây giờ thì càng đánh càng cuối game càng thua nhỉ chứ. Top chơi nhiều đúng không? Không, do mình ngu các bạn. Em đẩy tên top xong rồi ra cái công anh em. Do mình ngu quá. Thu nhưng mà nó là sự thật. Khung bảng này chưa xài được. Đồ ăn này. Yếu rồi, ăn 2 viên em xui yếu rồi. Thế rồi, mẹ nó bắt em à. Em xuống mất lát nha, từ từ á. Từ từ ăn đâu anh em ơi. Em nó solo ấy bạn ơi. Solo, nó không solo được, con này không solo được. Thế yeah. Vừa đài bắn thử không solo được, không thể solo được. Con ngoan của mình không. Con em xuống đã hết xây rồi. Thế luôn không? Ok, thế là thua thật đấy bạn ơi. Trời ơi. Mất 2 chủ lực rồi. Cũng phải đắt quá. Vẫn dead được các có XG chứ. XG lên đồ này. Cái này 1 tên nữa lên nhá. 2 tên nữa lên. Mấy em ra ăn kinh công ơi. Mấy kinh công ơi, yếu rồi. Mít. Vẫn cứ đòi em. Ôi bạn ơi. Linh. Ôi thua. Ôi thua. Ây da. Ây da.
Ây xa. Ây da. Thôi nghỉ anh em ơi. Lỗ rồi, lỗ rồi. Nghỉ em phải nghỉ á. Này lỗ rồi. Lỗ hơi xa đấy. Đi xa rồi. À, người nữa, giống thật trước rồi này. Nó cứ phải là... Đây, hôm nay cho từ đầu cuối mà. Không sao không, mình cho này có thể học được nhiều ấy. Học hành nhiều. Ôi, hôm nay... ai rồi anh em ơi? Hôm nay nữa, giờ là cái điểm mình rơi ra cái bị cho người ta đã không à. Cho... kêu mà gì? Thì mà xin được xin cái lô đít mình rồi. Nhìn anh em ơi. Okay, à, nghỉ em ơi. Nghỉ nha, nghỉ nha anh em nhá. Cảm ơn anh em vì những trận live hôm nay nhá. Trận nữa bó 3 á, bó 3 đéo gì. Bó 5 thua mẹ 3-0 rồi còn bó 3. Ok, nghỉ anh em ơi. Ok, thôi nghỉ anh em ơi. Cảm ơn anh em theo dõi buổi livestream hôm nay nhá.